Xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình Biker ha. Thì mọi người đã thấy, mọi người xem kênh của mình thì những thứ mình đem tới mọi người rất là chân thật ha, không hề diễn cái tí nào. Thì hôm nay mọi người hay hỏi mình trong chương trình Love How tại sao và cái quá trình nó tham gia như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ nói cho anh em biết luôn và mọi người xem. Mọi người trong Love How là mọi người hay ghét anh Thành đúng không? Nhưng cái đó chỉ là một phần mọi người thấy ở trên cái màn ảnh thôi. Mình không có binh. Nói chung là chơi chung thì mình cũng thích không có binh. Anh Thành, theo mình biết á, là anh Thành là một người trong chương trình, trong cái công ty tổ chức cái chương trình đó. Nhưng mà cái tính cách anh Thành ở ngoài rất là ok, nói chung là được. Còn mấy cái là ổng nói đạo lý á, là có thể nói là sao đó, ổng đạo lý quá. Nhưng mà ở lúc mà tham gia chương trình á thì mình không có thấy khó chịu thực sự luôn, kể cả anh Tinh, kể cả mấy bạn nữ không ai thấy khó chịu. Nhưng mà sau gì mình về coi mình cũng thấy khó chịu mà. Cái gì là một người đàn ông là phải đàn ông đó, là cái đó. Còn Ao Tinh, khẳng định với anh em luôn, mình với Ao Tinh chơi rất thân trong chương trình, thân ơi là thân luôn, đến mức là anh em kêu bằng tèo tí là hiểu rồi, tí là mình à. Nhưng mà trong chương trình cắt rất là nhiều những khúc tèo tí, mấy anh em mình nó bị mất bớt rồi, cứ ít tên là tèo, mình là tí, tèo tí tèo tí tí tèo đó. Rồi thì mình rất là thân, có thể nói là từ thân ở ngoài vô chương trình luôn. Nhưng mà sau chương trình quay sao hai anh em mình nó không có thân lắm ha. Còn nói về cái cu nhân, mọi người hay tạo drama mình với lại cu nhân nè. Mình sẽ nói gì nè, mình không biết ai cặp đối với ẩn, nhưng mà vài ngày sau thì mình biết rồi. Thì cái cu đó, em ở đây, thằng em á, theo cái phong cách nói chuyện của mình trên YouTube á, thằng em á, thì có thể nói là vì giấu cả đối với ẩn mà nói xạo mình quá nhiều thứ thì mình hơi bực rồi la thôi, bực rồi nói rồi. Tại vì trong chương trình nó giấu tuổi mà trong chương trình nhân khai á, lúc mà tham gia với mấy anh em á là bằng tuổi mình đó, bằng tuổi mình. Nhưng mà sau này ra thì nó sinh năm 2000, ô quách được, quách the hell. Thì đó, giấu rất là nhiều thứ, nên Minh thì bản tính Minh thì không thích nói xạo, anh em chơi mình biết rồi, có sao nói vậy, làm gì nói cái đó. Thì nhưng mà sau này hiểu ra thì anh em vui vẻ nằm chung ngủ chung. Mình với Tinh có nhiều cái hay lắm, mới vui lắm, mà không chương trình không đem lên tức thiệt. Mình với Tinh chơi nhiều trò vui lắm. Còn nói về mấy bạn nữ ha, thì ngay đầu tập 1 á thì mình có nói là gì nè, mình thấy Lily dễ thương bởi vì Lily nhỏ nhắn xinh xắn, ok. Nhưng mà mình không bao giờ mình nói là mình có cảm tình hay là bất cứ điều nào, mình thích Lily. Nhưng mà mọi người lại nói là mình cua người này cua người kia được. Ví dụ đi, có thể cua người này cua người kia được bởi vì chương trình là chương trình tìm hiểu, đúng không anh em? Chương trình là chương trình tìm hiểu, là mình có thể tìm hiểu người này xong mình tìm hiểu người kia, tìm hiểu người khác được bình thường, không có gì hết. Nhưng mà khi mà vô á, mình chỉ thấy mình đi với diệu, mình có cảm tình thì mình nói vậy thôi đó. Thì mình nói tới cuối chương trình, rồi cuối cùng thì mình thổ lộ không được, nói chung là mọi thứ thì thất bại. Nói chung thất bại thì bình thường thôi, không phải ai cứ đẹp trai, cứ có điều kiện là quen được đâu. Cái là quen nhau được là do cái duyên nữa, cái duyên số nữa, chứ đâu phải là muốn là quen đâu anh em. Mọi như là mọi người thông cảm cái chuyện của Minh với Diệu nha. Và Minh cũng không muốn mọi người nhắc những cái chuyện đó nhiều nữa đó, tại vì nó ảnh hưởng rất nhiều tới công việc á mọi người. Vi là một cô gái rất là hoạt bát, có con mèo cực kỳ dễ thương. Ý thì hiền lành lắm, hiền lành dễ mến lắm. Nói chung Ý rất là hiền, trong chương trình Ý rất là hiền. Rồi Diệu thì tinh tế mọi thứ, nhiều mọi thứ luôn, Diệu rất tinh tế. Có cái mình phải ấy là không biết Diệu vô tình hay là Diệu đón sai cặp đối với ẩn. Tại vì tụi mình á có nói với nhau là khi mình biết cặp đối với ẩn rồi á thì đừng có khai cặp đối với ẩn, để cho họ có một chuyến du lịch để họ ở bên nhau đó. Nhưng mà cuối cùng chắc là Diệu đóng sai, Diệu nghĩ là ít tin với lại ai đó, hoặc là Diệu hoặc là Lily với ai đó, cho nên Diệu mới đón nhân với Ý. Chứ tụi mình đã nói rồi, cố gắng đi, dù có biết cặp đôi với ẩn thì đón sai thì nhân nó quá rõ ràng, cho nên mình nói mình trong cái tập cuối là mình đón nhân với lại Vi, nhân với Vi, mà Vi tâm sự với mình rất là nhiều. Vi hay nói chuyện về mình ban đêm á. Ở trong chương trình không có chiếu những khúc đó, nhưng mà những buổi tối mình với Vi là hay nói chuyện mấy anh em. Tại vì hai người quạt bát trong chương trình, quạt bát nhất trong chương trình, cho nên tụi mình hay nói chuyện với nhau lắm, tâm sự. Nhưng mà chương trình không có quá nhiều á, không có nhiều. Còn có khúc á mình nói là Lily với mình là như anh em trai á, là từ tập 1, tập 2 là đã có rồi. Nhưng mà tới tận tập mấy á, tới cái tận tập gần cuối á thì nó mới
chiếu cái cảnh là Vi quan sát anh là kêu anh trai hãy tỏ tình chị Diệu đó, là cái tập gần cuối là mới có. Còn mình nói chuyện với Vi nhiều nhất nè. Rồi mấy anh em mà có những cảnh mấy anh em đi mua chuối chiên ăn, đi mua chuối chiên ăn, mình với Tinh đi mua chuối chiên ăn nè. Rồi có mấy cảnh mấy anh em buổi tối đắp mặt nạ ở trên cái mấy ngày tập cuối á, rồi mấy anh em ngồi đắp mặt nạ chơi, rồi mấy em đi giỡn với lại mấy con chó đó, rồi có nhiều thứ mà những cái nó kỷ niệm tuyệt đẹp mà đó. Thì mình mọi người xem á cũng phải thông cảm với chương trình, bởi vì thời lượng nó ít và quay rất là nhiều. Mọi người nghĩ coi, quay từ sáng 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối luôn, giờ ngủ mới không quay. Nói vui thôi, chỉ có đi toilet mới không quay thôi đó. Ngủ lâu lâu mà họ cũng vô họ quay nữa. Nói chung quay đây, đứng đây, quay đây, đây. À, ok đó. Đó, thì rất là vui. Nói chung là tham gia rất là vui và rất là nhiều, cho nên chương trình đó người ta chỉ lấy một tập, người ta chỉ lấy được hai mấy phút thôi à. Cho nên mọi người cũng thông cảm, người ta chỉ lấy những khúc gây cấn. Tại vì cái tập này nói thẳng anh em luôn, là tập này nó không có drama, không có drama và không có ai ghét ai hết. Thì chỉ có những lúc mình chửi nhân á, mình kêu thằng này thì bình thường thôi, thực tế mình hỏi thực tế thì quay sao tạo thành cái drama. Nhưng thực chất ở ngoài đời mọi người rất là vui, ngày cuối rất là vui. Còn mình hay giỡn những cái từ như xạo chó, xạo ke, cái đó là từ đơn giản, bình dân, bình thường. Chừng nào mình chửi ghê lắm thì mới là tiêu tục, rất là từ bình thường thôi. Nhưng mà công nhận tập này không có drama và nó hơi chán, cho nên mọi người phải ekip chương trình phải dựng lên để cho mọi người có cái để coi. Tại bởi vì á, những cái theo mình biết, tại vì hồi đó mình học á, mình biết thì một cái bộ phim hay một cái chương trình phải có xung đột, mâu thuẫn và phong mâu thuẫn đẩy lên cao trào thì cái chương trình nó mới nhiều view. Và hiện tại cái chương trình, cái tập của mình đi á, nó quá bình đi, tại vì mọi người quá yêu thương nhau. Phải khẳng định là mọi người quá yêu thương nhau cho nên chẳng có cái gì drama hết, thì mọi người phải khai thác những cái drama khác. Đó, tại vì chương trình bỏ rất là nhiều tiền, rất là nhiều công sức, tốn rất là nhiều tiền để quay ra một cái chương trình cho mọi người coi. Và mọi người hiện tại đang xem miễn phí nha, mọi người đang xem miễn phí, chỉ đóng tiền mạng thôi. Mọi người đang xem thì mọi người phải cho một cái chương trình, tạo một cái gì đó để cho cái hút view. Nhưng mà hiện tại cái tập của mình thì view rất là ít đó. Thì có thể nói là đầu tư nhiều lắm, lớp 2 đầu tư nhiều, chuyến xe rồi tài xế rồi ekip quay, rồi những cái cảnh thực sự mình không biết người ta khác quay luôn. Thì mấy ảnh phải núp. Ví dụ mình ở đây mình chơi đi, hay là mình nói chuyện, hay là mình đi đâu đó, thì mấy ảnh núp ở góc đó, núp kỹ lắm, không thấy được một cái quay quay chuyên dụng. Mấy ảnh giác ở này núp kỹ, không có thể thấy được mấy ảnh. Rất là thực tế, chương trình lớp house thực tế, không dàn dựng nha anh em. Một chương trình thực tế, cực kỳ thực tế. Nói chung là 8 người sau thì chương trình lại vậy thôi. Nhưng mà cái buồn cái là tập mình nó không có drama, không có ai ghét ai hết. Cho nên phải lấy những cái mình giỡn á, mình bù vô cho mọi người khán giả coi thành một cái drama. Đó, đó là chuyện đó. Lại khi lên chương trình đó thì mình bị cảm đi, bị không chịu được không khí lạnh, thì cái mặt mình lúc nào nó cũng xù. Mình cố gắng giỡn hết mức có thể, tại vì mọi người quá bình. Mọi người không, tự nhiên vô chuyến xe mọi người cứ bình thường hết, không có gì hết đó. Thì mình cố gắng lấy cái sự hoạt bát của mình quay YouTube, mình có quay phim rồi, mình có làm nhiều thứ, mình kinh doanh. Thì mình lấy sự hoạt bát của mình làm cho mọi người vui ơi là vui, để mọi người gắn kết lại nhau, có thể để mọi người tìm hiểu nhau. Mà mọi người trách anh Thành là sai, tại vì vô chương trình là phải tìm hiểu. Mọi người hiểu không? Vô chương trình là chúng ta phải tìm hiểu, thì tìm hiểu người này không được, mới qua người kia, người khác. Chứ mà nói người ta lăng nhăng đâu có được, người ta tìm hiểu đủ 4 người, thấy ai phù hợp nhất thì người ta quyết định chọn người đó. Cho nên không có trách được ai hết, mọi người cũng không có chửi ai. Nói chung mọi người xem là gì, mọi người xem miễn phí. Và nói chung là mình khẳng định với mọi người hiện tại là Minh với Diệu vẫn là giữ mối hệ bạn bè. Và nếu có gì đó thì mình sẽ, tại vì mọi người hỏi quá nhiều, vì đó thì Facebook và YouTube mình sẽ công khai sau. Nhưng mà hiện tại Minh với Diệu chỉ là bạn bè bình thường thôi nha anh em, không có gì đâu. Muốn nói gì nữa không? Tại vì tham gia 7 ngày nó vui và ăn được nhiều món ăn ở Đà Lạt. Nhiều lắm, đi rất là nhiều nơi luôn, đi chợ rồi mắc mưa tùm lum, rất là nhiều cảnh, rất là nhiều kỷ niệm. Nhưng mà chúng ta không thể mà quay hết được chương trình, vậy là phải chịu vậy thôi. Còn rất là tiếc cho Nhân với Ý là không được cái chuyến đi á. Thực sự ai cũng biết hết á, vô đó ai cũng biết hết đó anh em. Còn cái mà mọi người bắt cặp đôi với ổng thề là chỉ cho vui thôi, làm cho vui thôi. Nhưng mà mục đích cuối cùng mọi người thấy không, họ đâu có ép cặp đôi với ẩn, họ vẫn không có ai đón cặp đôi với ẩn là ra cặp đôi với ẩn hết. Người ta chỉ nói
sai để cho cặp đôi bí ẩn được một cái chuyến đi du lịch. Tại vì khẳng định với mọi người cái tập này là một cái tập mọi người vui nhất, cho nên mọi người cho cặp đôi bí ẩn không có muốn đón chúng, chỉ nói sai hết luôn. Nhưng mà mình nghĩ là Diệu bị đón nhầm. Diệu nghĩ là nhân với Vi, bởi vì mấy ngày cuối mình thấy Vi với Nhân có đeo một cái vòng tay thì cũng xém nhầm, nhưng mà mình mới biết thì mình nhìn kỹ lại thì Nhân với Ý, tại biết ngay từ đầu, sao mọi người biết ngay từ đầu không, là bởi vì Nhân với Ý cùng tuổi nhau, hai cái mặt nó na ná như nhau, người lớn nhìn vô là biết liền, không cần phải diễn. Nhưng mà thằng Nhân nó diễn quá mọi người, nó nói xạo mình cho nên mình tức vài câu mình chửi thôi, nhưng mà mình không có để bụng. Mọi người biết tính mình mà, từ xưa giờ không bao giờ để bụng. Đây mấy anh em Minh nè, mấy anh em mấy biker Minh nè, chuyên vận chuyển xe đồ nè, coi xe tới xe cho Minh nè, quay chưa, quay mặt lại coi Minh, quay lại coi. Ồ, đó thấy không, đây nữa nè, vui không đó, đứng lên đây, mới mua chảnh đôi giày nè đó, đôi giày mang cho đẹp. Đây là nó ở trên Đắk Nông á, người dân tộc Mông đúng không em đó, thì ở dân tộc xuống sinh mình làm thì không có quần áo gì hết, thì áo mình tài trợ chung 4-5 cái áo mình biker mặc luôn, ok rồi không có giày. Anh em nghĩ sao vậy, chạy mô tô mà không có đôi giày phải mang đôi dép lào. Mình đưa cho ảnh một cái đôi giày của mình, một đôi giày trắng lại một cái đôi giày đen này để mang đi hàng ngày. Hiện tại tụi mình đang nghỉ ngơi, đang quay xe rồi nè, quay xe vlog cho anh em xem. Rồi, vậy cảm ơn anh em nhiều. Đó là những gì mình nói trong chương trình Lớp House, thực sự trong đó không có cái mâu thuẫn nào hết luôn á anh em. Mọi người rất là vui. Rồi.